Rồi bắt đầu đi. Một mình chạy một đường lên sướng. Hả? Bụi à? Đường này mà chạy nhanh quá à, không hãm được. Mình lúc nào phải lấy cái Oppo SC4 về nó mới chống rung được. Ôi trời. Nó rung dây dày tuột kìa. À mình quay như này thì mình sẽ biết là bao nhiêu thời gian là mình chạy xuống hết cái đường này. Nhà ai? Chẹo chân ở đây không ai cõng đâu nhá. Chạy kiểu này mẹ trùng sinh sống lắm. Hết 2 phút 20 giây. Bật level vượt chướng ngại vật đi chứ. Dùng lắm, không biết là về có xem được không. Ba được đây, năm cây hiếu đây. Bài đây gọi là tiếp tục nó từ cháy. Sợ anh ngã thôi. Chạy chưa? Xuống một đoạn xa rồi. Chết rồi.
Hay xem xét lại. 40 tuổi mà chạy như kiểu là 16 anh à. Gần đến giải oan rồi đấy. Qua đoạn bằng này là về đến giải oan. Số Việt Nam bao nhiêu người không? Năm nay đi lễ Yên Tử thời tiết nó đẹp, người nào cũng khỏe, tinh thần phấn chấn. Sau phải đăng ký với cái đội runner chạy đường núi. Trên trời đầu luôn đấy à? Đấy. Chín phút hồi đấy là bao tuổi? À, hồi đấy là bao nhiêu tuổi? Lớp 10 mẹ bẻ gãy sừng trâu. Người ta đi bộ dọc
bắp còn ham còn được mình. Mình có duyên với cái chữ lớp này sao ấy? Mình có duyên với cái chữ lớp này. Là nhặt lớp à? Lớp này còn có bông hoa. Phấn đấu lên, 40 tuổi nữa này. Thế á, biết đau rồi à? Bây giờ mới đau. Đến giải hoan rồi. Giải hoan rồi. 13 phút. Đấy. Wow. 13 phút 43 giây từ đường Trúc. Xuống luôn à? Nghỉ à? Ê, để chết video một chó. Bắt đầu luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.